Chào cô chú chị nha. Em có một cây bắp cỏ rabbit robin. Robin này nha mọi người, made in Japan ha, chuẩn Nhật nha. Này xài rất là lợi xanh nha mọi người. Con này này robin robin máy đây. Hình như là này robin battery 2560. Này là mã nó là 2560. Này chưa có dọn nha mọi người nha. Bình xăng quan rồi nha. Zin của nó. Này để em đóng yên. Để em mồi xăng thử. Máy này em bao hơi lửa nha mọi người. Mồi xăng cho mọi người. Lên ga nó là tôm nhôm nha, nên là mình xài nó rất là bền. Này về vệ sinh nha mọi người, hàng bãi mới về nó có xài bán vậy luôn. Tôm nhôm nha, xài rất là bền, bồ trắng tinh luôn mọi người, bồ nó mới lắm. À, cần zin nha, tay lái là tay lái rộng, chịu xéo rộng nên là sợ lắm. Cần zin của nó nha, rabbit nha, robin nha, chân cỏ zin nó luôn, đầu bò zin. Con này em để cho mọi người máy bao hơi lửa nha, đủ đồ chính nha, này đủ đồ chính nha mọi người, những cái lặt vặt về mọi người kiểm tra ha. Cái ốp cũng zin luôn này, rabbit zin. Con này em để cho 1.250.000 nha, bao ship ha. 1.250.000 em bao ship về tận nhà nha. Mua thì cách thức giao dịch là mình thanh toán bên em mới gửi hàng ha. Không có ship code nha mọi người, không có thu hộ nha, mua thanh toán em mới gửi. Bô trắng tinh là rất là ít dùng, máy này rất là ngon, lợi xăng, khỏe. Con này gần 26cc, 25 thì mấy cc. Nào hình như là nó 3 tự ly sao. Con này em cũng chưa có là rút nòng ra nên là cũng chưa có đo rồi.